Sách Daniel chương 1. Năm thứ ba về đời Jehoiakim vua Juda, thì Nebuchadnezzar vua Babylon đến thành Jerusalem và vây lấy. Chúa phó Jehoiakim vua Juda và một phần khí mạnh của nhà Đức Chúa Trời vào tay người. Nebuchadnezzar đem khí mạnh ấy về đất Sinea, vào nhà của thần mình và để trong kho của thần mình. Vua truyền cho Ác-bê-na là người làm đầu các hoạn quan mình, lấy trong con cái Israel, trong dòng vua và trong hàng quan sang mà đem đến, mấy kẻ trai trẻ không có tật nguyền, mặt mày xinh tốt, tập mọi sự khôn ngoan, biết cách trí, đủ sự thông hiểu khoa học, có thể đứng chầu trong cung vua và dạy cho học thức và tiếng của người Canđê. Vua định mỗi ngày ban cho họ một phần đồ ngon vua ăn và rượu vua uống. Hầu cho khi đã nuôi họ như vậy 3 năm rồi, thì họ sẽ đứng chầu trước mặt vua. Trong bọn đó có Daniel, Hanania, Mishael và Azaria là thuộc về con cái Juda. Người làm đầu hoạn quan đặt tên cho họ, cho Daniel tên Belteshazzar, cho Hanania tên Shadrach, cho Mishael tên Meshach và cho Azaria tên Abednego. Và Daniel quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, nên cầu xin người làm đầu hoạn quan để đừng bắt mình phải tự làm ô uế. Đức Chúa Trời khiến Daniel được ơn và thương xót trước mặt người làm đầu hoạn quan. Người làm đầu hoạn quan bảo Daniel rằng: "Ta sợ vua là chủ ta đã chỉ định đồ ăn đồ uống của các ngươi. Lẽ nào vua sẽ thấy mặt mày các ngươi tiều tụy hơn những kẻ trai trẻ khác đồng tuổi với các ngươi và các ngươi nộp đầu ta cho vua sao?" Daniel bèn nói với Hamensa, mà người làm đầu hoạn quan đã khiến coi sóc Daniel, Hanania, Mishael và Azaria rằng: "Tôi xin ông hãy thử những kẻ tôi tới ông trong 10 ngày, cho chúng tôi chỉ ăn rau uống nước. Sau đó, sẽ nhìn nét mặt chúng tôi với nét mặt những kẻ trai trẻ ăn đồ ăn ngon của vua, rồi ông sẽ làm cho những kẻ tôi tới ông theo như điều ông đã thấy." Hamensa nhậm lời họ xin và thử họ trong 10 ngày. 10 ngày ấy qua rồi, thấy mặt họ lại có vẻ xinh tươi đầy đặn hơn mọi kẻ trai trẻ khác đã ăn đồ ngon vua ăn. Vậy Hamensa cất phần đồ ăn ngon và rượu của họ và cho họ ăn rau. Và Đức Chúa Trời ban cho 4 người trai trẻ đó được thông biết tỏ sáng trong mọi thứ học thức và sự khôn ngoan. Daniel cũng biết được mọi sự hiện thấy và chiêm bao. Đến kỳ vua định để đem họ đến, thì người làm đầu hoạn quan dắt họ đến trước mặt Nebuchadnezzar. Vua nói chuyện cùng họ, và trong hết thảy bọn họ, không thấy ai bằng Daniel, Hanania, Mishael và Azaria. Vậy họ được đứng chầu trước mặt vua. Và khi vua hỏi họ những câu hỏi về mọi sự khôn ngoan sáng suốt, thì thấy họ giỏi hơn gấp 10 những đồng bóng và thuật sĩ trong cả nước mình. Vậy Daniel cứ ở đó cho đến năm đầu đời vua Siru. Chương 2. Trong năm thứ 2 đời vua Nebuchadnezzar, vua thấy chiêm bao, thì trong lòng bối rối và mất giấc ngủ. Vậy vua truyền đòi các đồng bóng, thuật sĩ, thầy bói và người canh đê để cắt nghĩa chiêm bao cho vua. Họ bèn đến chầu trước mặt vua. Vua nói cùng họ rằng: "Ta đã thấy một chiêm bao và lòng ta bối rối muốn biết chiêm bao đó." Những người canh đê nói cùng vua bằng tiếng Aram rằng: "Tâu vua, chúc vua sống đời đời. Xin thuật chiêm bao cho những kẻ tôi tới vua và chúng tôi sẽ giải nghĩa." Vua trả lời cho những người canh đê rằng: "Sự ấy đã ra khỏi ta. Nếu các ngươi không nói cho ta biết chiêm bao đó thế nào và lời giải nó làm sao, thì các ngươi sẽ bị phân thây, nhà các ngươi sẽ trở nên đống phân. Nhưng nếu các ngươi tỏ chiêm bao và lời giải nó cho ta, thì các ngươi sẽ được lễ vật, phần thưởng và vinh hiển lớn từ nơi ta. Các ngươi hãy tỏ cho ta chiêm bao đó và lời giải nó thế nào." Họ lại tâu lần thứ hai rằng: "Xin vua kể chiêm bao cho những kẻ tôi tớ vua và chúng tôi sẽ cắt nghĩa." Vua rằng: "Ta biết chắc các ngươi tìm cách để hoãn thì giờ, vì các ngươi thấy sự ấy đã ra khỏi ta. Nhưng nếu các ngươi không tỏ cho ta biết chiêm bao,
thì cũng chỉ có một luật cho các ngươi. Vì các ngươi đã điều đình với nhau, đem những lời giả dối bậy bạ nói cùng ta, cho đến ngày giờ sẽ thay đổi. Vậy, hãy nói chim bao cho ta, và ta sẽ biết rằng các ngươi có thể giải nghĩa được. Những người canh đê tâu lại cùng vua rằng, chẳng có người nào trên đất này có thể tỏ ra việc của vua, vì chẳng có vua nào, chúa nào, người cai trị nào đem việc như thế hỏi đồng bóng thuật sĩ hay người canh đê nào. Vì sự vua đòi là hiếm có, và không ai có thể tỏ cho vua được, chỉ có các vị thần không ở với loài xác thịt. Vậy nên vua phát tức mình và giận dữ lắm, bèn truyền mạng lệnh giết chết hết những bác sĩ của Babylon. Vậy mạng lệnh đó đã truyền ra, người ta hầu đem giết hết thảy những bác sĩ, lại tìm Daniel cùng đồng bạn người để giết. Bây giờ Daniel lấy sự khôn ngoan trí thức mà nói với Arioch, quản thị vệ của vua, đã đi ra đặng giết những bác sĩ của Babylon. Người cất tiếng nói cùng Arioch, quản thị vệ của vua, rằng: sao lại có mạng lệnh nghiêm cấp dường ấy ra từ vua? Arioch bèn kể chuyện cho Daniel rõ. Tức thì Daniel vào: xin vua cho mình một hạng nữa, hầu có thể giải nghĩa điềm chiêm bao đó cho vua. Đoạn Daniel trở về nhà và tỏ sự ấy cho các bạn mình là Hananiah, Mishael và Azariah. Người xin họ cầu Đức Chúa Trời ở trên trời giữ lòng thương xót họ về sự kín nhiệm này, hầu cho Daniel và đồng bạn mình khỏi phải chết với những bác sĩ khác của Babylon. Vậy, sự kín nhiệm được tỏ ra cho Daniel trong sự hiện thấy ban đêm. Daniel bèn ngợi khen Chúa trên trời. Đoạn Daniel cất tiếng nói rằng: ngợi khen danh Đức Chúa Trời đời đời vô cùng, vì sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài. Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua, ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan và sự thông biết cho kẻ tỏ sáng. Chính Ngài tỏ ra những sự sâu xa kín nhiệm. Ngài biết những sự ở trong tối tăm, và sự sáng ở với Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi cảm ơn và ngợi khen Ngài, vì Ngài đã ban cho tôi sự khôn ngoan và quyền phép. Và bây giờ, Ngài đã khiến tôi biết điều chúng tôi cầu hỏi Ngài, mà tỏ cho chúng tôi biết việc của vua. Vậy nên, Daniel đến nhà Arioch, là người vua đã truyền cho diệt những bác sĩ của Babylon, và nói cùng người như vậy: đừng diệt những bác sĩ của Babylon, nhưng hãy đưa tôi vào trước mặt vua, thì tôi sẽ giải nghĩa điềm chiêm bao cho vua. Bây giờ Arioch vội vàng dẫn Daniel đến trước mặt vua và tâu cùng vua như vậy: tôi đã tìm thấy một người trong những con cái Juda bị bắt làm phu tù. Người ấy sẽ cho vua biết sự giải nghĩa đó. Vua cất tiếng nói cùng Daniel, mà người ta vẫn gọi là Belteshazzar, rằng: quả thật rằng ngươi có thể tỏ cho ta biết điềm chiêm bao ta đã thấy và lời giải nói chăng? Daniel ở trước mặt vua trả lời rằng: sự kín nhiệm mà vua đã đòi thì những bác sĩ, thuật sĩ, đồng bóng, thầy bói đều không có thể tỏ cho vua được. Nhưng có một Đức Chúa Trời ở trên trời tỏ ra những điều kín nhiệm và đã cho vua Nebuchadnezzar biết điều sẽ tới trong những ngày sau rốt. Vậy, chiêm bao của vua và các sự hiện thấy của đầu vua đã thấy trên giường mình là như vậy. Hỡi vua, khi vua nằm trên giường, có những tư tưởng về sự xảy đến sau này, thì đấng hay tỏ sự kín nhiệm đã cho vua biết sự sẽ xảy đến. Về phần tôi, sự kín nhiệm đó đã tỏ ra cho tôi, không phải vì tôi có sự khôn ngoan gì hơn người nào sống, nhưng để được giải nghĩa cho vua hiểu và cho vua biết những ý tưởng trong lòng mình. Hỡi vua, vua nhìn xem, và này có một pho tượng lớn. Pho tượng đó to lớn và rực rỡ lạ thường, đứng trước mặt vua và hình dạng dữ tợn. Đầu pho tượng này bằng vàng ròng, ngực và cánh tay bằng bạc, bụng và vế bằng đồng, ống chân bằng sắt, và bằng chân thì một phần bằng sắt, một phần bằng đất sét. Vua nhìn pho tượng cho đến khi có một hòn đá chẳng phải bởi tay đục ra đến đập vào bằng chân bằng sắt và đất sét của tượng và làm cho tan nát.
Bây giờ sắt, đất sét, đồng, bạc và vàng đều cùng nhau tan nát cả, trở nên như rơm rác bay trên sân đạp lúa mùa hạ, phải gió đùa đi, chẳng tìm nơi nào cho chúng nó. Nhưng hòn đã đập vào pho tượng thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất. Đó là điềm chiêm bao. Bây giờ chúng ta sẽ giải nghĩa ra trước mặt vua. Hỡi vua, vua là vua các vua, vì Chúa trên trời đã ban nước, quyền, sức mạnh và sự vinh hiển cho vua. Ngài đã trao trong tay vua những con cái loài người, những thú đồng và chim trời. Dầu chúng nó ở nơi nào, Ngài cũng đã làm cho vua được cai trị hết thảy. Vậy, vua là cái đầu bằng vàng. Nhưng sau vua sẽ dấy lên một nước khác, kém nước của vua, rồi một nước thứ ba, tức là đồng, sẽ cai quản khắp đất. Lại có một nước thứ tư mạnh như sắt, vì sắt hay đập vỡ và bắt phục mọi vật, thì nước ấy cũng sẽ đập vỡ và nghiền nát như là sắt vậy. Còn như vua đã thấy bằng chân và ngón chân, nửa bằng đất sét, nửa bằng sắt, ấy là một nước sẽ phải phân chia ra. Nhưng trong nước đó sẽ có sức mạnh của sắt, theo như vua đã thấy sắt lộn với đất sét. Những ngón chân nửa sắt, nửa đất sét, nước đó cũng nửa mạnh, nửa giòn. Vua đã thấy sắt lộn với đất sét, ấy là chúng nó lộn nhau bởi giống loài người, song không dính cùng nhau, cũng như sắt không ăn với đất sét. Trong đời các vua này, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt. Quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác. Song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời. Theo như vua đã xem thấy hòn đá đục ra từ núi, chẳng phải bởi tay, đã đập vỡ sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng. Đức Chúa Trời lớn đã cho vua biết sự sau này sẽ đến. Điềm chiêm bao này là thật và lời giải nó là chắc chắn. Bây giờ vua Nebuchadnezzar sấp mặt xuống lạy Daniel và truyền dâng lễ vật cùng đồ thơm cho người. Đoạn vua cất tiếng nói cùng Daniel rằng: quả thật, Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần và là Chúa của các vua. Chính Ngài là đấng tỏ ra những sự kín nhiệm, vì ngươi đã có thể tỏ ra sự kín nhiệm này. Vua bèn tôn Daniel lên sang trọng và ban cho người nhiều lễ vật trọng. Vua lập người cai trị cả tỉnh Babylon và làm đầu các quan cai những bác sĩ của Babylon. Daniel cầu xin vua, thì vua lập Shadrach, Meshach và Abednego cùng cai trị tỉnh Babylon, còn Daniel thì chầu nơi cửa vua. Chương 3. Vua Nebuchadnezzar làm một pho tượng bằng vàng cao 60 cu đê và ngang 6 cu đê để đứng trong đồng bằng Dura thuộc tỉnh Babylon. Đoạn, vua Nebuchadnezzar sai nhóm các quan trấn thủ, lãnh binh, các công tước, các quan đề hình, thủ kho, các nghị viên, quản đốc và các quan làm đầu các tỉnh để dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng lên. Vậy, các quan trấn thủ, lãnh binh, các công tước, các quan đề hình, thủ kho, các nghị viên, quản đốc và hết thảy những người làm đầu các tỉnh đều nhóm lại để dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng lên, và họ đứng trước pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Bây giờ sứ giả rao lớn tiếng lên rằng: các dân, các nước, các thứ tiếng, đây này, lệnh truyền cho các ngươi. Khi nào các ngươi nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí, thì khá sấp mình xuống để thờ lại tượng vàng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Kẻ nào không sấp mình xuống và không thờ lại, tức thì sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực. Vậy nên, khi các dân nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển và các thứ nhạc khí, thì các dân, các nước, các thứ tiếng hãy đều sấp mình xuống và thờ lại pho tượng vàng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Khi ấy, có mấy người canh đê đến gần để tố cáo những người Juda. Vậy họ cất tiếng và tâu cùng vua Nebuchadnezzar rằng: hỡi vua, nguyền vua sống đời đời. Hỡi vua, chính vua đã ra lệnh,
hễ người nào nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí, thì phải sấp mình xuống để thờ lại tượng vàng. Và kẻ nào không sấp mình xuống để thờ lại tượng đó, sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực. Và ở đây có mấy người Giuđa kia mà vua đã lập lên cai trị tỉnh Babylon, tức là Sadrach, Meshach và Abednego. Hỡi vua, những người ấy không kiêng nể vua một chút nào. Họ chẳng thờ các thần của vua và chẳng lại tượng vàng vua đã dựng. Bây giờ vua Nebuchadnezzar tức mình nổi giận, truyền điệu Sadrach, Meshach và Abednego đến, thì những người đó bị điệu đến trước mặt vua. Vua Nebuchadnezzar cất tiếng nói cùng họ rằng, hỡi Sadrach, Meshach, Abednego, có phải các ngươi cố ý không thờ thần ta và không lại tượng vàng mà ta đã dựng lên chăng? Vậy bây giờ, khi các ngươi nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí, mà các ngươi sẵn sàng sấp mình xuống đất để quỳ lại pho tượng mà ta đã làm nên, thì được. Nhưng nếu các ngươi không quỳ lại, thì chính giờ đó các ngươi sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực. Rồi thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta? Sadrach, Meshach và Abednego tâu lại cùng vua rằng, hỡi Nebuchadnezzar, về sự này không cần chi chúng tôi tâu lại cho vua. Này hỡi vua, Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng. Bây giờ vua Nebuchadnezzar cả giận, biến sắc mặt nghịch cùng Sadrach, Meshach và Abednego và cất tiếng truyền đốt lò lửa nóng gấp 7 lần hơn lúc bình thường đã đốt. Vua sai mấy người mạnh bạo kia trong đạo binh mình trói Sadrach, Meshach và Abednego mà quăng vào lò lửa hực. Tức thì các người ấy bị trói luôn với quần trong, áo dài, áo ngắn và các áo sống khác, rồi người ta quăng họ vào giữa lò lửa hực. Nhưng vì mạng vua truyền kiếp lắm, mà lò lửa thì đốt nóng lạ thường, nên những người quăng Sadrach, Meshach và Abednego bị ngọn lửa cháy hết. Còn ba người, Sadrach, Meshach, Abednego vẫn bị trói mà rơi vào giữa lò lửa hực. Bây giờ vua Nebuchadnezzar lấy làm lạ, vội vàng đứng dậy, cất tiếng nói cùng các nghị viên rằng, những kẻ bị ta trói mà quăng vào giữa lửa có phải là ba người không? Họ tâu cùng vua rằng, tâu vua phải. Vua lại nói, này, ta thấy bốn người không có bị trói, bước đi giữa lửa mà chẳng bị thương, và hình dung của người thứ tư giống như một con trai của các thần. Đoạn vua Nebuchadnezzar đến gần cửa lò lửa hực, cất tiếng nói rằng, hỡi Sadrach, Meshach và Abednego là tôi tớ của Đức Chúa Trời rất cao, hãy ra và lại đây. Sadrach, Meshach và Abednego bèn từ giữa đám lửa mà ra. Các quan trấn thủ, lãnh binh, các người cai trị và các nghị viên của vua đều nhóm lại, thấy lửa không có quyền làm hại thân thể ba người ấy được, cũng chẳng có một sợi tóc nào trên đầu họ bị xém, áo sống họ chẳng bị suy sức chút nào, và mùi lửa cũng chẳng qua trên họ. Vua Nebuchadnezzar lại cất tiếng nói rằng, đáng ngợi khen Đức Chúa Trời của Sadrach, Meshach và Abednego. Ngài đã sai thiên sứ Ngài và giải cứu các tôi tớ Ngài nhờ cậy Ngài. Họ đã trái mạng vua và liều bỏ thân thể mình, hầu để không hầu việc và không thờ phượng thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời mình. Cho nên ta ban chiếu chỉ này. Bất kỳ dân nào, nước nào, thứ tiếng nào, hễ có người nói xấu đến Đức Chúa Trời của Sadrach, Meshach và Abednego thì sẽ bị phân thây. Nhà nó sẽ phải thành ra đống phân, vì không có thần nào khác có thể giải cứu được thể này. Vua bèn thăng chức cho Sadrach, Meshach và Abednego trong tỉnh Babylon. Chương 4.
Vua Nebuchadnezzar truyền cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng ở trên khắp đất rằng: nguyên cho sự bình an các ngươi được thêm lên. Ta lấy làm tốt lành mà ra cho các ngươi những dấu lạ và sự lạ mà Đức Chúa Trời rất cao đã làm ra đối với ta. Ôi, những dấu lạ của Ngài lớn lao là dường nào, những sự lạ của Ngài mạnh sức là dường nào. Nước Ngài là nước còn mãi mãi, và quyền thế Ngài từ đời nọ đến đời kia. Ta, Nebuchadnezzar, ở yên lặng trong cung ta và thịnh vượng trong đền ta. Ta thấy một điềm chiêm bao làm cho ta sợ sệt. Những ý tưởng của ta ở trên giường và những sự hiện thấy của đầu ta làm cho ta bối rối. Vậy, ta truyền chiếu chỉ đem hết thảy những bác sĩ của Babylon đến trước mặt ta, hầu cho họ giải nghĩa điềm chiêm bao cho ta. Bây giờ, những đồng bóng, thuật sĩ, người canh đê và thầy bói đều đến. Ta kể điềm chiêm bao trước mặt họ, nhưng họ không giải nghĩa cho ta. Sau hết, có Daniel, gọi là Belteshazzar, theo tên thần của ta. Người được linh của các thần thánh cảm động, thì đến ra mắt ta. Ta kể chiêm bao ta cho người mà rằng: hỡi Belteshazzar, ngươi làm đầu các thuật sĩ. Bởi ta biết rằng linh của các thần thánh ở trong ngươi, và không có một điều kín nhiệm nào là khó cho ngươi. Vậy hãy bảo cho ta những sự hiện thấy trong chiêm bao ta đã thấy, và hãy giải nghĩa. Này là những sự hiện thấy đã tỏ ra trong đầu ta khi ta nằm trên giường. Ta nhìn xem, và này, ở giữa đất có một cây cao lạ thường. Cây đó lớn lên và trở nên cứng mạnh. Ngọn nó chấm đến trời, và ở nơi cuối cùng khắp đất đều xem thấy nó. Lá nó thì đẹp, và trái thì sai, có đủ cho mọi loài ăn. Các thú đồng núp dưới bóng nó, chim trời ở trên nhành nó, và mọi loài xác thịt nhờ nó mà nuôi mình. Ta nhìn xem những sự hiện thấy trong đầu ta, khi ta nằm trên giường, và này, có một đấng thánh canh giữ từ trên trời xuống. Người kêu lớn tiếng và nói rằng: hãy đốn cây và chặt nhành nó, hãy làm rụng lá và vải trái nó ra, hãy cho thú vật tránh khỏi dưới nó và chim chóc khỏi nhành nó. Dầu vậy, hãy để lại gốc của rễ nó trong đất, mà cột nó bằng một dây xích sắt và đồng, nơi giữa cỏ xanh trong đồng ruộng, cho nó bị sương trên trời thấm ướt, và cho người cùng các loài thú chia phần cỏ dưới đất, cho lòng người bị đổi đi, và người được ban cho lòng thú, và trải qua bảy kỳ trên người. Án đó là bởi các đấng canh giữ đã định, và lời các thánh đã truyền, hầu cho những kẻ sống biết rằng, đấng rất cao, cai trị trong nước của loài người. Ngài muốn ban cho ai tùy ý, và lập kẻ rất hèn hạ trong loài người lên đó. Ta đây là vua Nebuchadnezzar, đã thấy điềm chiêm bao ấy. Vậy, hỡi Belteshazzar, ngươi hãy giải nghĩa cho ta, vì hết thảy bác sĩ trong nước ta không có thể giải nghĩa cho ta được. Nhưng ngươi giải được, vì linh của các thần thánh ở trong ngươi. Bây giờ Daniel, gọi tên là Belteshazzar, bị câm trong dây lâu, và những ý tưởng làm cho người bối rối. Vua lại cất tiếng nói rằng: hỡi Belteshazzar, đừng cho điềm chiêm bao và sự giải nghĩa làm rối ngươi. Belteshazzar nói rằng: thưa Chúa, nguyện cho điềm chiêm bao đến cho những kẻ ghét Chúa và sự giải nghĩa cho kẻ thù nghịch Chúa. Cây mà vua đã thấy trở nên lớn và mạnh, ngọn chấm đến trời và khắp đất đều xem thấy, lá thì đẹp và trái thì sai, có đủ cho mọi loài ăn, các thú đồng ở dưới bóng nó, các loài chim trời làm ổ trên nhành nó. Hỡi vua, ấy là chính mình vua. Vua đã trở nên lớn và mạnh, sự cao cả của vua tăng thêm và thấu đến trời, quyền thế vua đến đầu cùng đất. Xong, đến điều vua thấy một đấng thánh canh giữ từ trời mà xuống và nói rằng: hãy đốn cây và hủy phá đi. Xong, hãy để lại gốc của rễ nó trong đất, rồi hãy buộc nó bằng một dây xích sắt và đồng ở giữa đám cỏ xanh trong đồng ruộng, cho nó bị nhuần thấm bởi sương móc trên trời, và cho người có phần với các thú đồng, cho đến khi đã trải qua trên người bảy kỳ. Hỡi vua,
Này là lời giải, và này là mạng lệnh của đấng rất cao đã đến trên vua, chúa tôi. Người ta sẽ đuổi vua ra khỏi giữa loài người, và chỗ ở vua sẽ ở giữa những thú vật trong đồng. Vua sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò, và sẽ được thấm nhuần xương móc trên trời. Bảy kỳ sẽ trải qua trên vua, cho đến khi vua nhận biết rằng đấng rất cao cai trị trong nước loài người, và ngài muốn ban cho ai tùy ý. Còn như đã truyền rằng chừa lại gốc của rễ cây đó, tức là khi nào vua đã nhận biết các tầng trời cầm quyền, thì nước vua chắc sẽ thuộc về vua. Vậy nên hỡi vua, xin hãy nghe lời tôi khuyên vua. Hãy lấy sự công bình mà chuộc tội lỗi, hãy thương xót những kẻ nghèo khó để chuộc những điều gian ác mình. Như vậy, sự bình an vua còn có thể lâu dài hơn nữa. Hết thảy những sự đó đều đến cho vua Nebuchadnezzar. Khi khỏi 12 tháng, vua đi dạo trong hoàng cung Babylon, thì cất tiếng mà nói rằng, đây chẳng phải là Babylon lớn mà ta đã dựng bởi quyền cao cả để làm đế đô ta và làm sự vinh hiển oai nghi của ta sao? Lời chưa ra khỏi miệng vua, thì có tiếng từ trên trời xuống rằng, hỡi vua Nebuchadnezzar, đã báo cho ngươi biết rằng, ngôi nước đã lìa khỏi ngươi. Ngươi sẽ bị đuổi khỏi giữa loài người, sẽ ở với thú đồng, sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò. Rồi bảy kỳ sẽ trải qua trên ngươi, cho đến khi ngươi nhận biết rằng đấng rất cao cai trị trong nước của loài người, và ngài muốn ban cho ai tùy ý. Trong 9 giờ đó, lời nói ấy đã ứng nghiệm cho vua Nebuchadnezzar. Vua bị đuổi khỏi giữa loài người, ăn cỏ như bò. Thân thể vua phải thấm nhuần xương móc trên trời, cho đến tóc vua cũng mọc như lông chim ưng, móng vua thì giống như móng loài chim chóc. Đến cuối cùng những ngày đó, ta đi, Nebuchadnezzar, ngước mắt lên trời, trí khôn đã phục lại cho ta, và ta xưng tạ đấng rất cao. Ta bèn ngợi khen, và làm sáng danh đấng sống đời đời. Uy quyền ngài là uy quyền còn mãi mãi, nước ngài từ đời nọ đến đời kia. Hết thảy dân cư trên đất, thảy đều cầm như là không có. Ngài làm theo ý mình trong cơ binh trên trời và ở giữa cư dân trên đất. Chẳng ai có thể cản tay ngài và hỏi rằng, ngài làm chi vậy? Trong lúc đó, trí khôn phục lại cho ta. Ta lại được sự vinh hiển của ngôi nước ta. Sự oai nghi chói sáng trở lại cho ta. Những nghị viên và đại thần ta lại chầu ta. Ta lại được lập lên trên ngôi nước và sự uy nghi quyền thế ta càng thêm. Bây giờ, ta, Nebuchadnezzar, ngợi khen, tôn vinh và làm cả sáng vua trên trời. Mọi công việc ngài đều chân thật, các đường lối ngài đều công bình, và kẻ nào bước đi kiêu ngạo, ngài có thể hạ nó xuống. Chương 5. Vua bên sát xa dọn tiệc lớn đãi 1000 đại thần mình, và vua uống rượu trước mặt họ. Vua bên sát xa đang nhấm rượu, truyền đem những khí mạnh bằng vàng và bạc mà vua Nebuchadnezzar cha mình đã lấy trong đền thờ tại Jerusalem, hầu cho vua và các đại thần cùng các hoàng hậu và cung phi vua dùng mà uống. Người ta bằng đem đến những khí mạnh bằng vàng đã lấy từ trong đền thờ của nhà Đức Chúa Trời tại Jerusalem, và vua cùng các đại thần, các hoàng hậu và cung phi mình dùng mà uống. Vậy, họ uống rượu và ngợi khen các thần bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng, bằng sắt, bằng gỗ và bằng đá. 9 giờ đó, có những ngón tay của bàn tay người hiện ra, viết trên vôi tường cung vua, đối ngay chỗ để chân đèn. Và vua trông thấy phần bàn tay đó đang viết. Bây giờ vua biến sắc mặt, các ý tưởng làm cho vua bối rối, các xương lưng rời khớp ra và hai đầu gối chạm vào nhau. Vua kêu lớn tiếng truyền về các thuật sĩ, người canh đê và thầy bói đến. Đoạn vua cất tiếng và nói cùng những bác sĩ của Babylon rằng, ai đọc được chữ này và giải nghĩa ra cho ta thì sẽ được mặc màu tía, được đeo vòng vàng vào cổ và được giữ bậc thứ ba trong việc chính trị nhà nước. Bây giờ hết thảy bác sĩ của vua đều vào, nhưng họ không đọc được chữ, cũng không thể cắt nghĩa cho vua được.
vua bên Sát Sa lấy làm bối rối lắm. Sắc mặt người đổi đi, các quan đại thần đều bỡ ngỡ. Bà Thái Hậu, vì cớ lời của vua và các quan đại thần đã nói, bèn vào trong phòng tiệc, cất tiếng nói rằng: Hỡi vua, chúc vua sống đời đời. Xin vua chớ để tư tưởng bối rối, chớ đổi sắc mặt đi. Trong nước vua có một người, linh của các thần thánh ở trong nó. Về đời vua cha, người ta thấy trong nó có ánh sáng, sự thông minh, khôn ngoan như sự khôn ngoan của các vị thần. Vậy nên vua Nebuchadnezzar cha vua, chính cha vua, đã lập người lên làm đầu các đồng bóng thuật sĩ, người canh đê và thầy bói. Bởi vì Daniel mà vua đã đặt tên là Belteshazzar, trong người có linh tính tốt lành, có sự thông biết và khôn sáng để giải được những điềm chiêm bao, cắt nghĩa được những câu kín nhiệm và làm cho những sự hồ nghi tan chảy. Vậy, bây giờ hãy sai gọi Daniel và người sẽ giải nghĩa cho. Bây giờ, Daniel được đem đến trước mặt vua. Đoạn vua cất tiếng nói cùng Daniel rằng: Ngươi có phải là Daniel, một trong các con cái phu tù Juda mà vua cha ta đã điệu từ Juda về chăng? Ta đã nghe nói về ngươi rằng linh của các thần ở trong ngươi, và người ta đã thấy trong ngươi có ánh sáng, sự thông minh và khôn ngoan lạ thường. Bây giờ, những bác sĩ và thuật sĩ đã được đem đến trước mặt ta để đọc những chữ này và giải nghĩa cho ta, nhưng họ không giải nghĩa được. Ta nghe nói rằng ngươi có thể giải nghĩa và làm cho những sự hồ nghi tan chảy. Vậy, nếu ngươi đọc được chữ này và giải nghĩa cho ta, thì sẽ được mặc màu tía, sẽ mang vòng vàng nơi cổ và giữ chức thứ ba trong việc chính trị nhà nước. Bây giờ Daniel cất tiếng và nói trước mặt vua rằng: Vua hãy giữ lại của ban thưởng, và lễ vật vua hãy ban cho kẻ khác. Dầu vậy, tôi sẽ đọc chữ viết đó và giải nghĩa cho vua. Hỡi vua, Đức Chúa Trời rất cao đã ban ngôi vua và quyền thế lớn, sự tôn vinh và uy nghiêm cho cha vua là Nebuchadnezzar. Vì cớ Ngài đã ban cho người quyền to, thì hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều run rẩy trước mặt người và sợ hãi người. Người muốn giết ai thì giết, và muốn để ai sống thì để. Người nâng ai cao lên hay hạ ai thấp xuống thì tùy ý người. Nhưng vì lòng người tự cao và tính người cứng cỏi, làm một cách kiêu ngạo, nên người bị trút mất ngôi vua và lột hết sự vinh hiển. Người bị đuổi khỏi giữa các con trai loài người. Lòng người trở nên giống như lòng súc vật, và chỗ ở người thì cùng với những lừa rừng. Người bị nuôi bằng cỏ như bò, và thân người bị nhùng thấm sương mắt trên trời, cho đến khi người nhận biết rằng Đức Chúa Trời rất cao cai trị trong nước loài người, và Ngài muốn lập ai lên đó tùy ý. Hỡi vua bên Sát Sa, con của người, vua cũng vậy. Dầu vua đã biết hết các việc ấy, mà lòng vua cũng không chịu nhún nhường chút nào. Nhưng vua đã lên mình nghịch cùng Chúa trên trời, mà khiến đem đến trước vua những khí mạnh của nhà Ngài và dùng mà uống rượu, cùng với các quan đại thần, các hoàng hậu và cung phi vua. Vua cũng đã tôn vinh các thần bằng bạc, bằng vàng, bằng đồng, bằng sắt, bằng gỗ và bằng đá, là những thần không thấy, không nghe, không biết gì. Và vua không thờ phượng Đức Chúa Trời, là đấng cầm trong tay Ngài hơi thở và hết thảy các đường lối của vua. Vậy nên, từ nơi Ngài đã sai phần bằng tay này đến và chữ đó đã vạch ra. Những chữ đã vạch ra như sau này: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Này là nghĩa những chữ đó. Mene là Đức Chúa Trời đã đếm nước vua và khiến nó đến cuối cùng. Tekel là vua đã bị cân trên cái cân và thấy là kém thiếu. Pheret là nước vua bị chia ra, được ban cho người Medi và người Pharosa. Tức thì, theo lệnh truyền của vua bên Sát Sa, người ta mặc màu tía cho Daniel, đeo vào cổ người một vòng vàng và rao ra rằng người được giữ chức thứ ba trong việc chính trị nhà nước. Ngay đêm đó, vua người Canh Đê là bên Sát Sa bị giết, rồi Darius là người Medi được nước. Bây giờ, tuổi người độ 62. Chương 6. Vua Darius ưng đặt trong nước
120 quan trấn thủ để chia nhau trị cả nước. Và trên họ có 3 quan thượng thư, mà một là Daniel. Các quan trấn thủ phải khai trình với 3 quan đó, hầu cho vua khỏi chịu một sự tổn hại nào. Và Daniel lại trỗi hơn 2 quan thượng thư kia và các quan trấn thủ, vì người có linh tánh tốt lành, thì vua định lập người trên cả nước. Các quan thượng thư và trấn thủ bèn tìm cớ kiện Daniel về việc nước, nhưng họ không thể tìm được một cớ nào hay một sự xấu nào của người, bởi người là trung thành, trong người chẳng có điều lỗi và cũng chẳng có sự xấu. Vậy những người đó nói rằng, chúng ta không tìm được một cớ nào mà cáo Daniel này nếu chúng ta chẳng tìm trong sự thuộc về luật pháp Đức Chúa Trời nó. Các quan thượng thư và trấn thủ đó bèn vào chầu vua và tâu rằng, hỡi vua Darius, chúc vua sống đời đời. Hết thảy các quan thượng thư trong nước, các quan lãnh binh, các quan trấn thủ, các nghị viên và các đại thần đều đồng tình xin vua ra chỉ dụ, lập một cấm lệnh nghiêm nhặt trong 30 ngày. Hễ ai cầu xin thần nào hay một người nào ngoài vua, thì hỡi vua, kẻ ấy sẽ phải quăng vào hang sư tử. Bây giờ hỡi vua, hãy lập điều cấm đó và ký tên vào, hầu cho không thay đổi đi, theo như luật pháp của người Medi và người Pharisee không thể đổi được. Vậy, vua Darius bèn ký tên lập cấm lệnh đó. Khi Daniel nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi thì về nhà mình. Những cửa sổ của phòng người thì mở về hướng Jerusalem. Tại đó cứ một ngày 3 lần, người quỳ gối xuống, cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình như vẫn làm khi trước. Bây giờ, những người đã nhóm lại, thấy Daniel đang cầu nguyện nài xin trước mặt Đức Chúa Trời mình. Họ bèn đến chầu vua và tâu cùng vua về cấm lệnh của vua rằng, hỡi vua, vua chẳng từng ký tên vào một cấm lệnh rằng trong 30 ngày, hễ ai cầu xin thần nào hay người nào ngoài vua thì sẽ phải quăng vào hang sư tử đó chăng? Vua trả lời rằng, sự đó là thật, theo như luật pháp của người Medi và người Pharisee không thể đổi được. Họ bèn đáp lại và tâu vua rằng, Daniel là một trong những con cái phu tù Juda, không có lòng kiêng nể vua chút nào. Hỡi vua, dầu đến cấm lệnh vua đã ký tên cũng vậy, song nó cứ một ngày cầu nguyện 3 lần. Khi vua nghe những lời đó thì lấy làm buồn bã lắm. Vua định lòng giải cứu Daniel, và mãi đến khi mặt trời lặn, cố hết sức tìm thể để giải cứu người. Nhưng các người đó nhóm lại cùng vua và tâu rằng, hỡi vua, xin biết rằng, theo luật pháp của người Medi và người Pharisee, hễ là cấm lệnh hay chỉ dụ nào mà vua đã lập định rồi, thì không thể thay đổi được. Bây giờ vua truyền điệu Daniel đến và phải ném người vào hang sư tử. Vua cất tiếng nói cùng Daniel rằng, Đức Chúa Trời ngươi là đấng ngươi hằng hầu việc sẽ giải cứu ngươi. Người ta bèn đem đến một hòn đá chận nơi cửa hang, và vua đóng ấn mình cùng ấn các đại thần nữa, hầu cho không có điều gì thay đổi được về Daniel. Sau đó vua trở về cung mình, và suốt đêm kiêng ăn, cũng không đem bạn nhạc đến trước mặt mình, và vua không ngủ được. Đoạn, vua dậy sớm, khi hừng sáng, vội vàng đi đến hang sư tử. Khi vua đến gần hang, lấy giọng rầu rĩ mà kêu Daniel. Vua cất tiếng nói cùng Daniel rằng, hỡi Daniel, tôi tớ Đức Chúa Trời hằng sống. Đức Chúa Trời ngươi mà ngươi hằng hầu việc, có thể giải cứu ngươi khỏi sư tử được chăng? Bây giờ Daniel tâu cùng vua rằng, hỡi vua, chúc vua sống đời đời. Đức Chúa Trời tôi đã sai thiên sứ ngài và bịt miệng các sư tử, nên chúng nó không làm hại chi đến tôi, bởi tôi đã được nhận là vô tội trước mặt ngài. Hỡi vua, đối với vua cũng vậy, tôi chẳng từng làm hại gì. Bây giờ vua mừng rỡ lắm và truyền đem Daniel lên khỏi hang. Vậy, Daniel được đem lên khỏi hang và người ta không thấy một vết tích nào trên người, bởi người đã nhờ cậy Đức Chúa Trời mình. Theo lệnh vua, những kẻ đã kiện Daniel ấy cùng con cái và vợ họ đều bị điệu đến quăng vào hang sư tử.
Khi họ chưa đến dưới đáy hang, thì những sư tử đã vồ lấy và xé xương hết thảy. Bây giờ vua Darius viết cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng ở khắp trên đất rằng: Nguyện cho sự bình an các ngươi được thêm lên. Ta ban chiếu chỉ rằng, trong khắp miền nước ta, người ta phải run rẩy kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời của Daniel, vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và còn đời đời. Nước Ngài không bao giờ bị hủy diệt, và quyền Ngài sẽ còn đến cuối cùng. Ngài cứu rỗi và giải thoát, làm những dấu lạ sự lạ ở trên trời dưới đất, đã cứu Daniel khỏi quyền thế sư tử. Daniel cứ được thịnh vượng như vậy trong đời vua Darius và vua Shiru là người Pharosher. Chương 7. Năm đầu đời vua Belshazzar nước Babylon, Daniel đang nằm trên giường thì thấy chiêm bao và những sự hiện thấy trong đầu mình. Người bèn viết chiêm bao đó ra và thuật lại đại lược các sự ấy. Vậy Daniel nói rằng: Đang đêm, ta nhìn xem trong sự hiện thấy, và này, có bốn hướng gió trên trời xô xát trên biển lớn. Đoạn, bốn con thú lớn từ biển lên, con nọ khác con kia. Con thứ nhất giống như sư tử và có cánh chim ưng. Ta nhìn xem cho đến khi những cánh nó bị nhổ, nó bị cất lên khỏi đất, đứng hai chân như người ta, và nó được ban cho lòng loài người. Này, một con thú thứ hai, in như con gấu, nó đứng nghiêng ngửa mình, có ba cái xương sườn trong miệng giữa những răng, và người ta bảo nó rằng, hãy trỗi dậy, hãy cắn nuốt nhiều thịt. Sau đó, ta nhìn xem, này, có một con thú khác giống như con beo, ở trên lưng có bốn cánh như cánh chim. Con thú đó có bốn đầu và được ban cho quyền cai trị. Sau, ta lại nhìn xem trong sự hiện thấy ban đêm. Này, một con thú thứ tư dữ tợn, rất mạnh và có sức lắm. Con thú đó có những răng lớn bằng sắt. Nó nuốt ăn và nghiền nát, dùng chân giày đạp vật gì còn lại. Nó khác với các con thú đã đến trước và có 10 sừng. Ta suy xét những sừng đó, và này, có một cái sừng nhỏ khác ở giữa những sừng ấy mọc lên, và ba cá trong những sừng trước bị nhổ đi trước mặt nó. Này, cái sừng đó có những mắt y như mắt người, và một cái miệng nói những lời sắc sược. Ta nhìn xem cho đến chừng các ngôi đã đặt, và có đấng thượng cổ ngồi ở trên. Áo ngài trắng như tuyết, và tóc trên đầu ngài như lông chiên sạch. Ngôi ngài là những ngọn lửa, và các bánh xe là lửa hừng. Trước mặt ngài, một sông lửa chảy ra và tràn lan. Ngàn ngàn hầu hạ ngài, và muôn muôn đứng trước mặt ngài. Sự xét đoán đã sắm sẵn, và các sách mở ra. Bây giờ, ta nhìn xem vì cớ tiếng của những lời sắc sược mà sừng ấy nói ra. Vậy, ta nhìn xem cho đến chừng con thú bị giết, xác nó bị hủy diệt và bị phó cho lửa để đốt. Còn những con thú khác cũng bị cất hết quyền, nhưng được làm dài đời sống mình một mùa và một kỳ. Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm. Này, có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời. Người tới đến đấng thượng cổ và bị dẫn đến trước mặt ngài. Người được ban cho quyền thế, vinh hiển và nước, hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phải hủy phá. Còn như ta, Daniel, thì tâm thần ta rầu rĩ trong mình ta, và những sự hiện thấy trong đầu ta làm cho ta bối rối. Ta bèn lại gần một người trong những người đứng đó và hỏi người về lẽ thật của mọi sự này. Người bèn nói cùng ta và giải nghĩa những sự đó cho ta mà rằng: Bốn con thú lớn đó là bốn vua sẽ dấy lên trên đất, nhưng các thánh của đấng rất cao sẽ nhận lấy nước và được nước làm của mình đời đời cho đến đời đời vô cùng. Bây giờ ta muốn biết lẽ thật về con thú thứ tư là con khác với hết thảy các con khác, rất dữ tợn, răng thì bằng sắt, móng thì bằng đồng, nó cắn nuốt nghiền nát, và có gì còn lại thì giày đạp dưới chân.
ta cũng muốn biết lẽ thật về 10 cái sừng ở trên đầu nó và về cái sừng khác mọc lên, và trước mặt nó 3 sừng kia đã bị rơi xuống. Sừng này có những mắt và miệng nói những lời sắc sược, và hình dạng nó mạnh bạo hơn những sừng khác. Ta nhìn xem, cái sừng đó tranh chiến cùng các thánh và thắng trận, cho tới khi đấng thượng cổ đã đến. Sự xét đoán đã ban cho các thánh của đấng rất cao, và thì giờ đã đến là khi các thánh được nước làm của mình. Vậy người nói cùng ta như vậy: con thú thứ tư sẽ làm nước thứ tư trên đất, khác với hết thảy các nước, và nó sẽ nuốt cả đất dày đạp và nghiền nát ra. 10 cái sừng là 10 vua sẽ dấy lên từ nước đó, và có một vua dấy lên sau, khác với các vua trước, và người đánh đổ 3 vua. Vua đó sẽ nói những lời phạm đến đấng rất cao, làm hao mòn các thánh của đấng rất cao, và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp. Các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. Nhưng sự xét đoán sẽ đến, và người ta sẽ cất quyền thế khỏi nó để diệt đi và làm cho hủy phá đi đến cuối cùng. Bây giờ nước, quyền thế và sự tôn đại của muôn nước ở dưới cả trời sẽ được ban cho dân các thánh của đấng rất cao. Nước Ngài là nước đời đời, và hết thảy các quyền thế đều hầu việc và vâng lời Ngài. Vậy lời ấy đến đây là hết. Còn như ta Daniel, các ý tưởng ta khiến ta bối rối lắm, sắc ta biến cải. Dầu vậy, ta vẫn ghi nhớ những sự đó trong lòng ta. Chương 8. Năm thứ 3 đời vua Belshazzar, có sự hiện thấy tỏ ra cho ta là Daniel, sau sự hiện thấy đã tỏ ra cho ta khi trước. Vậy ta thấy trong sự hiện thấy. Vả, khi ta thấy thì ta ở tại cung Susa về tỉnh Elam, và trong sự hiện thấy, ta thấy mình ta ở cạnh sông Ulai. Ta ngước mắt lên và thấy, này, có một con chiên đực đứng gần sông có 2 cái sừng. 2 sừng nó cao, nhưng một cái thì cao hơn cái kia, và cái cao hơn thì mọc lên sau. Bây giờ, ta thấy con chiên đực ấy húc sừng mình vào phía tây, phía bắc và phía nam. Không có thú vật nào chống cự cùng nó được, và chẳng ai có thể cứu được khỏi tay nó. Nó muốn làm chi tùy ý, và nó càng lớn lên. Khi ta nhìn xem sự đó, này, một con dê đực đến từ phía tây, đi khắp trên mặt đất mà không đụng đến đất. Con dê đó có cái sừng mọc rõ ra giữa 2 con mắt nó. Nó đến tận chỗ con chiên đực có 2 sừng mà ta đã thấy đứng gần sông. Nó hết sức giận, chạy đến nghịch cùng chiên đực ấy. Ta thấy nó đến gần con chiên đực, nổi giận, húc nó, làm gãy 2 cái sừng. Con chiên đực không có sức nào chống lại. Con dê vật nó xuống đất, dài đạp lên trên, và chẳng ai có thể cứu con chiên đực khỏi tay nó được. Con dê đực làm mình nên lớn lắm, nhưng khi nó đã mạnh thì cái sừng lớn của nó gãy đi, và ở chỗ đó có 4 cái sừng mọc rõ ra hướng về 4 gió trên trời. Bởi một trong các sừng có mọc ra một cái sừng nhỏ lớn lên rất mạnh về phương nam, phương đông, lại hướng về đất vinh hiển. Nó lớn lên đến cơ binh trên trời, làm cho đổ xuống đất một phần cơ binh và một phần trong các ngôi sao, rồi nó dày đạp lên. Nó làm mình nên lớn cho đến tướng cơ binh. Nó cất của lễ hằng dân khỏi Ngài, và nơi thánh của Ngài bị quăng xuống. Vì cớ tội lỗi, thì cơ binh được phó cho nó luôn với của lễ thiêu hằng dân, và nó ném bỏ lẽ thật xuống đất. Nó làm theo ý mình và được thịnh vượng. Bây giờ, ta nghe một đấng thánh đang nói, và một đấng thánh khác nói cùng đấng đang nói rằng: sự hiện thấy này về của lễ thiêu hằng dân, và về tội ác sinh ra sự hủy diệt, đặng phó nơi thánh cùng cơ binh để bị giày đạp dưới chân, sẽ còn có cho đến chừng nào? Người trả lời cùng ta rằng: cho đến 2300 buổi chiều và buổi mai, sau đó nơi thánh sẽ được thanh sạch. Khi mà ta, Daniel, nhìn xem sự hiện thấy đó, và ta tìm cách để rõ nghĩa, này, có như hình dạng người nam đứng trước ta.
ta nghe tiếng một người nam từ giữa bờ sông Ulai kêu và bảo rằng: Gabriel, hãy cho người này hiểu sự hiện thấy đó. Người bèn đến gần chỗ ta đứng. Khi người đã đến, ta kinh hãi và ngã sấp mặt xuống đất. Người bảo ta rằng: Hỡi con người, hãy hiểu biết, vì sự hiện thấy đó có quan hệ với kỳ sao rốt. Khi người đang nói với ta ngủ mê, sấp mặt xuống đất, nhưng người đụng đến ta khiến cho ta đứng dậy. Người bảo ta rằng: Này, ta sẽ bảo cho ngươi biết điều sẽ đến trong kỳ sao rốt của sự thạnh nộ, vì điều này quan hệ với kỳ định cuối cùng. Con chiên đực mà ngươi đã thấy có hai sừng, đó là các vua nước Medi và Pherecer. Con dê sờm đực, tức là vua nước Grec, và cái sừng lớn ở giữa hai con mắt, tức là vua đầu nhất. Về sừng đã gãy đi, có bốn sừng mọc lên trong chỗ nó, tức là bốn nước bởi dân tộc đó dấy lên, song quyền thế không bằng sừng ấy. Đến kỳ sau rốt của nước chúng nó, khi số những kẻ bội nghịch đã đầy, thì sẽ dấy lên một vua là người có bộ mặt hung dữ và thấu rõ những lời mầu nhiệm. Quyền thế người sẽ lớn thêm, nhưng không phải bởi sức mình. Người làm những sự tàn phá lạ thường và được thịnh vượng, làm theo ý mình, hủy diệt những kẻ có quyền và dân thánh. Người dùng quyền thuật làm nên trước gian dối mình được thắng lợi. Trong lòng người tự làm mình nên lớn, và trong lúc dân ở yên ổn, người sẽ hủy diệt nhiều kẻ. Người nổi lên chống với vua của các vua, nhưng người sẽ bị bẻ gãy chẳng bởi tay người ta. Vả, sự hiện thấy về các buổi chiều và các buổi mai mà đã nói đến là thật, nhưng ngươi hãy giữ kín sự hiện thấy đó vì nó quan hệ với sau nhiều ngày. Bây giờ ta, Daniel, mê mẩn và đau ốm trong mấy ngày, đoạn ta trỗi dậy và làm việc vua. Ta rất lấy làm lạ về sự hiện thấy ấy, nhưng chẳng ai rõ ý nó. Chương 9. Năm đầu Darius, con trai Assyru, về dòng người Medi, đã được lập làm vua trị nước người Kinh-đê. Đang năm đầu về triều người, ta, Daniel, bởi các sách, biết rằng số năm mà lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng đấng tiên tri Giê-rê-mi để cho trọn sự hoang vu thành Giê-ru-sa-lem là 70 năm. Ta để mặt hướng về Chúa là Đức Chúa Trời, lấy sự khấn nguyện, nài xin với sự kiên ăn, mặc bao gai, đội tro mà tìm. Vậy, ta cầu nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta, và ta xưng tội cùng Ngài mà rằng: Ôi, Chúa là Đức Chúa Trời cao cả và đáng khiếp sợ. Ngài giữ lời giao ước và sự nhân từ đối với những kẻ yêu Ngài và giữ các điều răn Ngài. Chúng tôi đã phạm tội, làm sự trái ngược, ăn ở hung dữ. Chúng tôi đã loạn nghịch và đã xây bỏ các giềng mối và lệ luật của Ngài. Chúng tôi đã không nghe các tôi tớ Ngài, là các đấng tiên tri đã lấy danh Ngài mà nói cùng các vua, các quan trưởng, các tổ phụ chúng tôi và cùng cả dân trong đất. Hỡi Chúa, sự công bình thuộc về Ngài, còn sự hổ mặc về chúng tôi như ngày nay. Sự ấy bao trùm người Giu-đa, dân cư Giê-ru-sa-lem, hết thảy người Israel ở gần ở xa, trong mọi nước mà Ngài đã làm cho họ tan tác, vì cớ những sự gian ác họ đã phạm nghịch cùng Ngài. Hỡi Chúa, sự hổ mặc thuộc về chúng tôi, về các vua, các quan trưởng, các tổ phụ chúng tôi, bởi chúng tôi đã phạm tội nghịch cùng Ngài. Những sự thương xót và tha thứ đều thuộc về Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi, bởi chúng tôi đã loạn nghịch cùng Ngài. Chúng tôi đã chẳng nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, đặng bước đi trong luật pháp mà Ngài đã cậy tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri để trước mặt chúng tôi. Hết thảy người Israel đã phạm luật pháp Ngài và xây đi để không vâng theo tiếng Ngài. Vậy nên, sự rủa xả và thề nguyền chép trong luật pháp Môi-se là tôi tớ Đức Chúa Trời đã đổ ra trên chúng tôi, vì chúng tôi đã phạm tội nghịch cùng Ngài. Ngài đã làm cho chắc các lời đã phán nghịch cùng chúng tôi,
cùng các quan án đã đoán xét chúng tôi mà khiến tai vạ lớn đến trên chúng tôi. Vì khắp dưới trời chẳng hề có tai vạ nào giống như đã làm ra trên Jerusalem. Cả tai vạ này đã đến trên chúng tôi như có chép trong luật pháp Môi-se, mà chúng tôi cũng không nài xin ơn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, đặng xây bỏ khỏi sự gian ác mình và thấu rõ đạo thật của Ngài. Bởi cơ đó, Đức Giê-hô-va ngắm xem và giáng tai vạ ấy trên chúng tôi. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi là công bình trong mọi việc Ngài làm, chính chúng tôi không vâng theo tiếng Ngài. Bây giờ, hỡi Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi, Ngài đã lấy tay mạnh đem dân Ngài ra khỏi đất Ai-díp-tô, đã làm nên cho mình một danh tiếng như ngày nay. Còn chúng tôi đã phạm tội, đã làm việc ác. Hỡi Chúa, tôi cầu xin Chúa cứu mọi sự công bình Ngài, khiến cơn giận và thạnh nộ của Ngài xây khỏi thành Jerusalem Ngài, tức là núi thánh Ngài. Vì ấy là bởi tội lỗi chúng tôi và sự gian ác tổ phụ chúng tôi mà Jerusalem và dân Ngài phải chịu những kẻ ở chung quanh chúng tôi sỉ nhục. Cho nên bây giờ, hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi, xin đoái nghe lời khấn nguyện nài xin của kẻ tôi tớ Ngài. Xin vì cớ Chúa, hãy rạng mặt Ngài ra trên nơi thánh vắng vẻ của Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời tôi, xin ghé tai và nghe. Xin mở mắt nhìn xem những nơi hoang vu của chúng tôi và thành đã được xưng bởi danh Ngài. Không phải cậy những sự công bình mình mà chúng tôi nài xin Ngài, nhưng cậy những sự thương xót cả thể của Ngài. Hỡi Chúa, hãy dụ nghe. Hỡi Chúa, hãy tha thứ. Hỡi Chúa, hãy để ý và làm đi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi, vì cớ chính Ngài, xin chớ trì hoãn, vì thành Ngài và dân Ngài đã được xưng bằng danh Ngài. Ta còn đang nói và cầu nguyện, xưng tội lỗi ta và tội lỗi dân Israel ta, và ta dâng lời nài xin trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta, vì núi thánh Đức Chúa Trời ta. Vậy, ta còn nói trong khi cầu nguyện, này Gabriel, người mà ta đã thấy trong sự hiện thấy lúc đầu tiên, được sai bay mau đến đụng ta, độ lúc dâng lễ chiều hôm. Người dạy dỗ ta và nói cùng ta rằng, hỡi Daniel, bây giờ ta ra để ban sự khôn ngoan và thông sáng cho ngươi. Lời phán dặn đã ra từ khi ngươi bắt đầu nài xin, và ta đến để tỏ lời đó cho ngươi, vì ngươi đã được yêu quý lắm. Vậy hãy suy nghĩ sự đó và hãy hiểu biết sự hiện thấy. Có 70 tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đặng ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi, làm sạch sự gian ác và đem sự công bình đời đời vào. Đặng đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri và sức dầu cho đấng rất thánh. Ngươi khá biết và hiểu rằng, từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại Jerusalem cho đến đấng chịu sức dầu tức là vua, thì được 7 tuần lễ và 62 tuần lễ. Thành đó sẽ được xây lại, có đường phố và hào trong kỳ khó khăn. Sau 62 tuần lễ đó, đấng chịu sức dầu sẽ bị trừ đi và sẽ không có chi hết. Có dân của vua hầu đến sẽ hủy phá thành và nơi thánh. Cuối cùng, nó sẽ như bị nước luộc ngập, có sự tranh chiến cho đến cuối cùng. Những sự hoang vu đã định. Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cánh gớm ghiếc, và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu, cho đến kỳ sau rốt là kỳ đã định. Chương 10. Năm thứ ba, đời vua Siru nước Pherosơ, có một sự tỏ ra cho Daniel cũng gọi là Bên-tơ-sát-sa. Sự tỏ ra đó là thật, tức là sự chiến tranh lớn. Daniel hiểu sự đó và rõ được ý của sự hiện thấy. Trong những ngày đó, ta, Daniel, đang buồn rầu trải 3 tuần lễ trọn. Ta chẳng ăn bánh ngon, thịt và rượu chẳng vào miệng ta,
và ta không sức dầu chi hết cho đến chừng 3 tuần đã mãn. Ngày thứ 24 tháng Giêng, ta ở kề bờ sông lớn Hideke. Ta nhướng mắt nhìn xem. Này, một người mặc vải gai, chung quanh lưng thắt đai bằng vàng ròng Ufa. Mình người như bích ngọc, mặt người như chớp và mắt như đuốc cháy. Tay và chân như đồng đánh bóng và tiếng nói như tiếng đám đông. Ta, Daniel, chỉ có một mình ta xem sự hiện thấy đó, vì những kẻ ở cùng ta không thấy sự hiện thấy đó, nhưng họ run rẩy quá, chạy trốn để ẩn mình. Vậy, ta sót lại một mình và thấy sự hiện thấy lớn đó thì chẳng còn sức nữa. Mặt ta biến sắc cho đến tái đi và ta không còn sức nữa. Xong, ta còn nghe tiếng của những lời người và vừa nghe xong, ta ngủ mê đi, nằm sấp mặt xuống đất. Bây giờ có một bàn tay rờ đến ta, khiến ta dậy, chống đầu gối và bàn tay trên đất. Đoạn người đó nói cùng ta rằng, hỡi Daniel là người rất được yêu quý. Hãy hiểu những lời ta nói cùng ngươi và hãy đứng thẳng lên, vì bây giờ ta đã được sai đến cùng ngươi. Khi người đã nói cùng ta lời ấy, ta đứng lên và run rẩy. Đoạn người bảo ta rằng, hỡi Daniel, đừng sợ, vì kể từ ngày đầu mà ngươi đã chuyên lòng hiểu, hạ mình ngươi xuống trước mặt Đức Chúa Trời ngươi, thì những lời ngươi đã được nghe, và vì cớ những lời ngươi mà ta đã đến. Song vua nước Pharaoh đã ngăn trở ta trong 21 ngày. Nhưng này, Micael là một trong các quan trưởng đầu nhất đã đến mà giúp đỡ ta, và ta ở lại đó với các vua Pharaoh. Bây giờ, ta đến để bảo ngươi hiểu sự sẽ xảy đến cho dân ngươi trong những ngày sau rốt, vì sự hiện thấy này chỉ về nhiều ngày lâu về sau. Trong khi người nói cùng ta những lời đó, ta cúi mặt xuống đất và làm thinh. Này, có đấng bộ dạng như các con trai loài người rờ đến môi ta. Ta bèn mở miệng, nói cùng đấng đứng trước mặt ta rằng, hỡi Chúa tôi, sự buồn rầu trở lại trên tôi vì cớ sự hiện thấy này, tôi không còn sức nữa. Thể nào đầy tớ Chúa tôi nói được cùng Chúa tôi, vì về phần tôi, tức thì không còn một chút sức lực nào trong tôi và cũng không còn hơi thở trong tôi nữa. Bây giờ, đấng có bộ dạng người nam lại rờ đến ta và khiến ta nên mạnh. Người bảo ta rằng, hỡi người rất được yêu quý, đừng sợ hãi, nguyên cho sự bình an ở với ngươi, hãy mạnh bạo, phải hãy mạnh bạo đi. Khi người đang nói cùng ta, ta lại được sức mà nói rằng, hỡi Chúa xin hãy nói, vì Chúa đã khiến tôi nên mạnh. Người lại nói cùng ta rằng, ngươi có biết tại sao ta đến cùng ngươi chăng? Bây giờ ta trở về để đánh trận cùng vua của Pharaoh, và khi ta đi, kìa, vua của Greg sẽ đến. Nhưng ta sẽ truyền bảo cho ngươi biết mọi điều đã ghi chép trong sách chân thật. Không có ai giúp ta để chống với chúng nó, ngoài Micael là vua các ngươi. Chương 11. Trong năm đầu đời vua Darius, người Medi, ta đã dấy lên để giúp đỡ người và làm cho mạnh. Bây giờ, ta sẽ cho ngươi biết sự chân thật. Này, còn có 3 vua trong nước Pharaoh sẽ dấy lên. Lại vua thứ 4 có nhiều của cải hơn hết thảy. Và khi của cải làm cho vua đó nên mạnh, thì người xúi dục mọi người nghịch cùng nước Greg. Song sẽ có một vua mạnh dấy lên, lấy quyền lớn cai trị và làm theo ý mình. Khi vua ấy đã dấy lên, thì nước người bị xé và chia ra theo 4 gió của trời, nhưng không truyền lại cho con cháu, cũng không như quyền đã dùng mà cai trị trước nữa, vì nước người sẽ bị nhổ và phó cho người khác ngoài những người đó. Vua phương Nam sẽ được mạnh, nhưng một trong các tướng của vua sẽ được mạnh hơn vua và có quyền cai trị. Quyền người sẽ lớn lắm. Đến cuối cùng mấy năm, các vua đó sẽ đồng minh với nhau. Công chúa vua phương Nam đến cùng vua phương Bắc để kết hòa hảo. Nhưng sức của cánh tay công chúa chắc không được lâu. Quyền của vua phương Bắc và cánh tay người cũng chẳng còn. Nhưng
công chúa và những kẻ đã dẫn nó đến, và người sinh ra nó, cùng kẻ đã giúp đỡ nó trong lúc đó đều sẽ bị nộp. Một chồi ra từ rễ công chúa, dấy lên để nối ngôi nó, mà đến cùng cơ binh, vào trong đồn lũy vua phương Bắc, đánh và thắng được. Người bắt cả các thần họ làm phu tù đem sang nước Ai Cập, cả các tượng đúc và các khí mạnh bằng vàng bằng bạc nữa. Đoạn trong vài năm, người sẽ không đánh vua phương Bắc. Vua này sẽ tiến vào nước vua phương Nam, nhưng lại trở về xứ mình. Hai con trai vua phương Bắc đi chiến trận. Nhóm một đoàn cơ binh lớn sẽ đến, sẽ tràn ra và đi qua. Chúng nó sẽ trở về và chiến trận cho đến đồn lũy vua phương Nam. Bây giờ vua phương Nam tức giận, ra ngoài để đánh nhau cùng vua phương Bắc, sắp sẵn sàng một cơ binh đông, và cơ binh của vua phương Bắc phải phó vào tay người. Cơ binh đó tan rồi, thì lòng vua phương Nam sẽ lên kiêu ngạo. Người sẽ làm cho ngã xuống bấy nhiêu vạn người, nhưng không được thắng. Vua phương Bắc sẽ trở về, thâu nhóm cơ binh đông hơn nữa, và đến cuối cùng các kỳ, tức là các năm, người sẽ đến với một cơ binh lớn và đồ rất nhiều. Trong khi ấy, nhiều người nổi lên nghịch cùng vua phương Nam, và các con cái của kẻ hung dữ trong dân ngươi sẽ dấy lên, hầu cho ứng nghiệm sự hiện thấy, nhưng họ sẽ ngã xuống. Vậy, vua phương Bắc sẽ đến, dựng đồn lũy, lấy một thành vững bền, và quân phương Nam, dầu cho đến quân tinh nhuệ nữa, cũng không thể đứng vững được, vì chẳng có sức nào chống lại được. Nhưng kẻ đến đánh nó sẽ làm tùy ý mình, và chẳng có ai đương lại với người. Người sẽ đứng trong đất vinh hiển, cầm sự hủy phá trong tay. Người quyết lòng lấy sức của cả nước mình mà đến. Đoạn người sẽ giao hòa với nó và sẽ làm ứng nghiệm. Nó sẽ đem con gái của đàn bà cho nó để làm bại hoại, nhưng nó sẽ không đứng được và cũng không thuộc về người. Đoạn người quay sang các cù lao và chiếm lấy nhiều nơi. Nhưng một vua sẽ làm cho thôi sự sỉ nhục người làm ra, và còn làm cho sự đó lại đổ trên người. Đoạn người sẽ trở mặt về các đồn lũy đất mình, nhưng chắc phải vấp và ngã và chẳng được tìm thấy nữa. Bây giờ có một vua khác sẽ nối ngôi người, sai kẻ bức hiếp đi qua nơi vinh hiển của nước. Nhưng trong mấy ngày người sẽ phải bại hoại, chẳng vì cơn giận dữ hay trận chiến tranh nào cả. Lại có kẻ đáng khinh dễ lên thay vì vua đó mà người ta không tôn người làm vua. Nhưng người sẽ đến lúc yên ổn, dùng lời xiểm nịnh mà mưu chiếm lấy nước. Những cơ binh đầy tràn sẽ bị thua và vỡ tan trước người, cả đến vua của sự giao ước cũng vậy. Dầu có lập hòa bình với vua kia, người cũng làm việc cách dối trá, đem quân đến và được mạnh bởi một dân ít người. Người sẽ nhân lúc yên ổn chiếm lấy các khu đất tốt nhất trong tỉnh và sẽ làm điều mà tổ phụ và liệt tổ người chưa hề làm. Lấy những đồ đã cướp đã giật được và của cải mà chia cho những người theo mình. Lập mưu đánh các đồn lũy nhưng chỉ trong một thì mà thôi. Đoạn vua đó lại phấn chấn sức mình và lòng mình, dùng một cơ binh lớn đánh vua phương Nam. Vua phương Nam sẽ đi đánh giặc bằng một cơ binh lớn và mạnh lắm. Nhưng người không thể chống cự lại được, bởi vì sẽ có người ta lập mưu nghịch cùng người. Những kẻ ăn trong bàn vua sẽ làm cho vua bại hoại, cơ binh người sẽ tràn ra và nhiều người bị giết và ngã xuống. Có hai vua ấy, trong lòng chỉ trực làm hại, ngồi cùng bàn tiệc mà nói dối. Song sự đó chẳng thành, vì sẽ còn có sự cuối cùng nơi kỳ đã định. Vua sẽ trở về đất mình với nhiều của cải lắm. Lòng người đã rắp đối địch cùng giao ước thánh, và người sẽ làm theo ý mình và trở về đất mình. Đến kỳ đã định, người sẽ trở lại và vào phương Nam, nhưng lần sau không giống như lần trước. Vì những tàu ở Kittim sẽ đến nghịch cùng người, cho nên người sẽ lo buồn và trở về. Người sẽ tức giận nghịch cùng giao ước thánh và làm theo ý mình. Người sẽ trở về và coi trọng những kẻ bỏ giao ước thánh. Những quân lính của người mộ sẽ dấy lên, làm ô uế nơi thánh cùng đồn lũy, cất của lễ thiêu hàng dân và lập sự gớm ghiếc làm ra sự hoang vu.
người dùng lời nịnh hót mà dỗ dành những kẻ làm sự dữ nghịch cùng giao ước. Nhưng dân sự biết Đức Chúa Trời mình sẽ mạnh mẽ mà làm. Những kẻ khôn sáng trong dân sẽ dạy dỗ nhiều người, nhưng họ sẽ phải ngã bởi gươm, bởi ngọn lửa, bởi sự phu tù và sự cướp bóc lâu ngày. Trong khi họ sa ngã, họ cũng sẽ được cứu một ít, song nhiều kẻ sẽ lấy lời nịnh hót mà theo họ. Trong những kẻ khôn sáng sẽ có mấy người sa ngã, hầu cho luyện lọc chúng nó, làm cho tinh sạch và trắng, cho đến kỳ sau rốt, vì việc đó còn có kỳ nhất định. Vua sẽ làm theo ý muốn mình, kiêu ngạo và lên mình cao hơn hết các thần, nói những lời lạ lùng nghịch cùng Đức Chúa Trời của các thần. Người sẽ được may mắn cho đến khi cơn thạnh nộ Chúa được trọn, bởi vì điều gì đã có chỉ định thì phải ứng nghiệm. Người sẽ không đoán xem các thần của tổ phụ mình, cùng kẻ mà đàn bà vẫn mến. Người sẽ chẳng coi thần nào ra gì, bởi vì người tôn mình lên cao hơn hết cả. Nhưng người sẽ ở chỗ mình, tôn kính thần của các đồn lũy. Người sẽ lấy vàng, bạc, đá quý và những vật tốt đẹp mà tôn kính thần tổ phụ mình không biết. Người sẽ cậy thần lạ giúp cho mà lấy các đồn lũy vững bền, và người sẽ ban thêm sự vinh hiển cho kẻ nào nhận mình. Người cho họ cai trị nhiều người và chịu tiền bạc mà chia đất. Đến kỳ sau rốt, vua phương Nam sẽ tranh chiến cùng người. Vua phương Bắc đem xe binh, lính kỵ và nhiều tàu, xông đến vua đó như cơn gió lốc. Người sẽ lấn vào các nước, tràn tới và đi qua. Người sẽ vào đến đất vinh hiển và nhiều nước sẽ bị đổ. Song những người Ê-đôm, người Mô-áp và những kẻ làm đầu trong dân Am-môn sẽ thoát khỏi tay người. Người sẽ giang tay ra trên các nước và đất Ê-díp-tô sẽ không thoát khỏi. Người sẽ chiếm lấy các của báu, vàng và bạc cùng hết thảy đồ quý báu của Ê-díp-tô. Dân Li-bi và dân Ê-thi-ô-bi sẽ theo sau người. Song những tin tức từ phương Đông và phương Bắc sẽ đến làm cho người bối rối. Người sẽ giận lắm mà đi ra để tàn phá và hủy diệt nhiều người. Người sẽ đặt các trại của cung mình ở khoảng giữa biển cùng núi vinh hiển và thánh. Song người sẽ đến sự cuối cùng mình và chẳng có ai đến giúp đỡ người cả. Chương 12. Trong kỳ đó, Mikaên, quan trưởng lớn, là đấng đứng thay mặt con cái dân ngươi sẽ trỗi dậy. Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bây giờ, trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời. Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Còn như ngươi, hỡi Daniel, ngươi hãy đóng lại những lời này và hãy đóng ấn sách này cho đến kỳ cuối cùng. Nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại và sự học thức sẽ được thêm lên. Bây giờ ta, Daniel, nhìn xem, và này, có hai người khác đang đứng, một người ở bờ bên này sông, một người ở bờ bên kia. Một người hỏi người mặc vải gai đang đứng ở trên nước sông rằng, đến cuối cùng, những sự lạ này được bao lâu? Ta nghe người mặc vải gai đứng trên nước sông, người cất tay hữu và tay tả lên trời, chỉ đứng hằng sống mà thề rằng, sẽ trải qua một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. Và khi quyền của dân thánh đã bị tan tác hết, thì các sự này đều xong. Ta, Daniel, nghe những điều đó nhưng ta không hiểu. Và ta nói rằng, lạy Chúa tôi, cuối cùng các sự này sẽ ra thế nào? Người trả lời rằng, hỡi Daniel hãy đi, bởi vì những lời này đã đóng lại và đóng ấn cho đến kỳ cuối cùng. Sẽ có nhiều kẻ tự làm nên tinh sạch và trắng và được luyện lọc. Nhưng những kẻ dữ sẽ cứ làm điều dữ. Trong những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu, song kẻ khôn sáng sẽ hiểu. Từ kỳ trừ bỏ của lễ thiêu hằng dân và sự gớm ghiếc làm cho hoang vu sẽ được lập lên, thì sẽ có 1290 ngày.
phước thay cho kẻ đợi và đến 1335 ngày. Còn ngươi hãy đi cho đến có kỳ cuối cùng. Ngươi sẽ nghỉ ngơi và đến cuối cùng những ngày, ngươi sẽ đứng trong sản nghiệp mình.